Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Quyết Định. Mình sẽ đưa cho các bạn đến khả năng tự lập, tự chủ về tài chính và tự do về tài chính bằng con đường đầu tư. Và con đường đầu tư này thì đã được rất nhiều các tỷ phú, các triệu phú người ta hoàn thành rất là xuất sắc và chúng ta chỉ cần đi theo họ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cổ phiếu, đó chính là cổ phiếu GAN. Ba cổ phiếu của ngành dầu khí mình sẽ cổ phiếu. Đây là cổ phiếu GA và hiện tại đã bứt phá qua sự của hình chữ nhật này, và cổ phiếu GA đang được thuận lợi bởi sự bùng nổ của giá dầu sắp tới khi mà nền kinh tế bắt đầu đi vào hoạt động bình thường, khi biến thể Omicron không làm cho nền kinh tế xấu hơn mà làm cho nền kinh tế tốt hơn và đi vào sự ổn định khi biến thể này không gây nguy hiểm quá lớn. Vậy thì cổ phiếu GA đang trong giai đoạn của sự bung hàng khi đã vượt qua cái sự kháng cự này rất là lớn. Chúng ta nhìn này, sự kháng cự rất là lớn và hiện tại đang được đánh xuống ngang với sự kháng cự này, và cổ phiếu GA sắp tới khả năng cao là sẽ đi lên theo một hình hộp, chiếc hộp đa bát mới, và chúng ta hãy tự tin bởi thị trường chung, tức là thị trường giá dầu thế giới. Và cổ phiếu thứ hai mình chia sẻ với các bạn đó chính là cổ phiếu PLX. Cổ phiếu PLX hiện tại cũng vùng giá y như cổ phiếu GA nhưng không có sự bật tăng vượt qua giai đoạn này như cổ phiếu GA. Vậy thì mình giải thích tại sao cổ phiếu PLX lại không được bật mạnh và kỳ vọng mạnh như cổ phiếu GA trong đợt vừa rồi. Tại vì khi giá dầu thế giới đi lên nhưng Covid biến thể đã làm cho nền kinh tế của Việt Nam đợt vừa rồi là đình trệ, các công ty, các xí nghiệp, các nhà vận tải đã không còn được lưu thông mạnh mẽ như trước. Và cổ phiếu PLX là một cổ phiếu vùng cuối của xăng dầu, tức là cổ phiếu bán lẻ của xăng dầu. Mà xăng dầu không bán được thì chắc chắn là biên lợi nhuận gộp sẽ đi xuống cho dù giá cả xăng dầu đi lên. Tức là lợi nhuận kinh doanh của PLX sẽ đi xuống. Vậy thì vừa rồi PLX không được kỳ vọng như cổ phiếu GA, nhưng cổ phiếu GA lại khác. Cổ phiếu GA thì người ta có dịch hay làm gì người ta vẫn dùng, và giá cả xăng dầu đi lên, giá ga đi lên thì chắc chắn sẽ làm cho biên lợi nhuận gộp của cổ phiếu ga được đẩy cao lên. Và sự kỳ vọng của cổ phiếu ga và cổ phiếu PLX nó khác nhau ở giai đoạn vừa rồi là như thế. Vậy thì tại sao mình nói PLX hiện tại thì lại rất là ok? Vì hiện tại kinh tế đã được ổn định và thị trường đã được nhà nước mở cửa lưu thông trở lại, và những cổ phiếu của những công ty vận tải và tất cả các mặt hàng đều phải sử dụng xăng dầu, và chắc chắn sẽ làm cho doanh thu của PLX đi lên. Và thứ hai là giá cả xăng dầu đi lên làm cho biên lợi nhuận gộp của PLX sẽ tăng lên nhờ có hàng tồn kho của đợt dịch vừa rồi không bán được. Vậy thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến điều này. Đây là phân tích cơ bản đấy ạ. Còn phân tích kỹ thuật thì mình nhìn vùng giá và khối lượng. Các bạn nhìn thấy khối lượng chưa? Đã được vào rất là lớn. Nên chúng ta có sự tự tin về điều này. Làm tất cả cái gì chúng ta phải có mục tiêu, có điểm vào điểm ra, có người đồng hành thì
thì chúng ta mới có thể phán đoán được thị trường là như thế nào. Vậy thì còn cổ phiếu thứ ba mình chia sẻ, có hôm qua mình chia sẻ, đó chính là cổ phiếu POVK. Cổ phiếu POVK cũng như cổ phiếu ga, các bạn nhìn thấy chưa, đã có sự bung lên và các bạn nhìn thấy nó như thế nào chưa. Cổ phiếu POVK là một cổ phiếu điện lực và dầu khí, nó kết hợp cả hai luôn. Cổ phiếu POVK sẽ được hưởng lợi rất lớn, chắc chắn là giá điện sẽ được phải tăng khi lạm phát về tiền ấy, tiền mất giá thì các cổ phiếu POVK sẽ phải tăng giá điện thời gian tới. Nhưng mà tăng khi nào thì chúng ta phải xem sự lạm phát đến đâu. Nếu mà lạm phát chưa đến đâu thì chưa cao thì nhà nước sẽ tăng giá điện từ từ, mà không tăng không được, chắc chắn sẽ phải tăng so với sự đồng tiền mất giá ở đây. Và chúng ta sẽ có sự kỳ vọng của ba cổ phiếu này. Đây là dãy danh sách các cổ phiếu xăng dầu của tôi. Đây là công ty này PVD khoan dầu khí đúng không ạ? Cũng vùng giá rất tốt nhưng đi lên từ 10 này, 20, 30 rồi. Đấy. Thì công ty này là công ty đi đầu, đi khai thác nên nó sẽ là công ty hưởng lợi đầu tiên. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mình là Cao Quyết Định. Tôi là một nhà đầu tư, nhà giao dịch và cũng là một nhạc sĩ.